6 triệu sau một ngày về Việt Nam. Ngày 20 tháng 9, Apple mở bán bộ 3 iPhone mới tại nhiều quốc gia. Dân kinh doanh điện thoại sách tay tại Việt Nam đã xếp hàng tại Apple Store Ochak, Singapore, tư sớm và nhanh chóng mang máy về nước. Một số cửa hàng bán lẻ điện thoại trên đường Trần Quang Khải, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, giao bán iPhone 11 Max Pro phiên bản 64, 256 và 512 GB với giá lần lượt là 37,5 triệu đồng, 42 triệu đồng và 47 triệu đồng. Trong ngày đầu Giá bán của iPhone 11 Pro mắc thay đổi theo từng giờ. Hiện tại, model này đang được giao bán với mức giá 41,5 triệu đồng cho phiên bản 512GB, giảm 5,5 triệu đồng. Sau một ngày, trong khi đó, mức giá của iPhone 11 và 11 Pro cũng được điều chỉnh xuống từ 4 đến 4,5 triệu đồng. iPhone 11 đang được một cửa hàng chào bán với giá từ 21,5 triệu đồng và iPhone 11 Pro có giá 30 triệu đồng cho bản 64GB. Theo thông tin từ các nhà bán lẻ, iPhone mới chính hãng sẽ lên kệ vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 với giá bán dự kiến từ 22 triệu đồng cho iPhone 11, 31 triệu đồng cho iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max giá 34 triệu đồng.